Xin chào tất cả các quý vị. Một lần nữa thì chúng ta đã biết nhau rồi, nhưng tôi vẫn xin phép giới thiệu, tôi là Chuyên Trung Dương, trưởng đoàn từ thiện của Hàn Quốc. Hồ sơ vì bốn xã đoàn cũng như là mọi năm lần nào chúng tôi đến đây thì chúng tôi ngày đầu tiên cũng được các quý vị này thay mặt cho đoàn tôi xin được gửi lời ngày hôm nay chúng tôi lại gặp lại tất cả những người bạn cũ của tôi, và lần nào gặp nữa này thì thấy các bạn rất là 여러분들께서 민병이 교수님 건 지금도 굉장하죠. 그리고 아시는 분들 과 và các vị đang có mặt trong chương trình của mình, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhân nhé. Yeah, yeah.